cả nhà ơi. Dạ. Sẽ cá vị chiên chiều tối nay của Thú Phương ra sao? Dạ. Bán em trăm. Nay đi là du tăng. Ngày mai chắc đông lắm Phương à. Nghe nói có nghệ sĩ có chị Lâm Khánh Chi nè. Rồi có do bạn anh đi làm nên là chắc anh thăm đây không được, khó lắm. Đi làm 4 giờ chiều. Bốn giờ chiều rồi đi làm. Em phải nghỉ ngày. Cho bây giờ bán cho mấy chị mua bán nè. Một mình nó bán được. Được, được á Phương. Anh cho em nhiều tu nha. Thử thách thử. Mới mở được chi nhánh chứ bà Diễm nè. Trời ơi, đi sự kiện xíu rồi về. Nhớ cho em nhiều tương. Tương nhiều đúng không bé? Dạ. Rồi. Hôm nay toàn là hot girl không à Phương? Phụ nữ không? Mãi phụ nữ không á. Chai đẹp đâu hết rồi, chai đẹp về cũng rất khuya, rất tối chứ mà. Này 70 của ai đây? 70. Đây, lấy thêm 30 nữa chị. Cái gì bé? Lấy thêm 30 nữa, lấy cái cua với cái 100 gram á. Lại đâu em, bắt đầu vậy? Mọi người hỏi chị Phượng á, là chị ruột của Thu Phương hay là sao? Chị ruột đúng không? Con biết mà, con nói chị ruột. Chị Phượng là chị ruột của Thu Phương nha cả nhà. Đó. Do là hôm bữa thấy má Thu Phương xuống á, mà chị cứ né vào bên á. Em ngồi bên đây nha. Lát cho em cầm nha. Đang gì? Ở đây đi, bút chỗ đi. Chị ruột nha cả nhà, chị Phượng. Chị Phượng là chị ruột. À. Của chị ăn cái gì vậy? Đầy đủ. Kêu chưa, nãy giờ kêu chưa? Chưa, nãy giờ kêu mới lại mà con. Dạ. Hôm nay toàn là hot girl không à? Giờ này là không hot girl không? Hot boy à? Hot boy là về đêm. Về đêm phải không? Em quà các anh. Ngày mai chị Phượng nói là ban ngày giờ đây là hot girl, còn tối là hot boy, còn nửa đêm là hot giữa. Thu Phương nghỉ tới mấy ngày rồi mà. Nghỉ 2 ngày. Tại là hai đứa chúng là người gầy gầm lớn anh. Hôm qua hồi sáng có cái chị kia bên Đức đó, gọi về đó là gửi về trăm đô để đưa cho người nhà đem lại. Em gái mới tới ăn cá vị chiên Thu Phương à. Em ở đâu em gái? Em ở quận 10. Quận 10 hả? Đó, cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những hình ảnh về cá vị chiên của tối nay của Thu Phương. Rất là ngon nha mọi người, rất là mong mọi người thương mọi người ủng hộ. Cá bò thơm, xúc xích đầy đủ hết nha. Đầy đủ luôn không? Con đưa lỡ lên
Trời ơi, mình thử thách mình cứ mở được chi nhánh chứ. Đây vũ dòng đây chờ. Mình bác khách đó, mình lấy khách của Thu Phương luôn. Chỉ mà mình lấy thương hiệu của mình luôn. Đây vũ dòng 150 đồng. Hiện tại xe cá vi chiên của Thu Phương chiều tối nay đó, rất là mong mọi người đến ủng hộ nha. Như thường lệ, Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép và đến chị Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương tới tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mà đang có mặt tại kênh YouTube của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV, kênh của anh Hiệp Lang Thang. Một lời chào thân thương nhất nha, cả nhà yêu có đi làm hay đi chơi đó, mình có đi vòng vòng quận 5 đó, địa chỉ là 716 thì mình tấp vô mình ăn ủng hộ em. Đó, cá sống là nhờ nước nha, em sống là nhờ tình thương của tất cả mọi người. Những anh chị bạn bè nào mình ở xa đó, ở trong nước và ngoài nước, mình đã xem clip vui vẻ thì mình hãy dành cho anh Cuộc Sống Sài Gòn TV với là anh Hiệp Lang Thang một lượt đăng ký và một lượt like, chia sẻ để giúp cho hai anh có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa phục vụ tất cả mọi người nha. Vui vẻ đi nha mọi người, này lấy ớt này đủ không chị? Chưa tôi Phương làm cái trò nhà mai ngày mốt em nghỉ 2 ngày nha mọi người nha. Mọi người coi kênh YouTube thì mọi người nha, nhớ ủng hộ em nha, thứ năm ăn lợi nha mọi người. Quách Tướng Du nha mọi người, tại vì anh đã mời em là mời em gái đến dự buổi MV của anh Quách Tướng Du. Đây là thư mời của anh Quách Tướng Du nha mọi người, mong mọi người đón xem và nhớ ủng hộ MV của anh Quách Tướng Du nha. MV này của anh Quách Tướng Du cho ra là để nói về chuyện tình của cộng đồng LGBT đó mọi người. Ngày mai 4 giờ chiều với đấy Vũ Thu Phương sẽ make up nè, còn sẽ diện mạo rồi đến ủng hộ MV của anh Quách Tướng Du. Cho nên là ngày mai là em official, em nghỉ một ngày nha. Ok Thu Phương. Hello. Ngày mai là Phương nghỉ nha cả nhà. Phương đỏ trung đen với lại MV của ca sĩ Quách Tướng Du nha cả nhà. Cái hộp bánh bao với lại 15 món chiên khá là hấp dẫn. Rồi cái hộp tôm đây. Rất hoài. Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các bạn, và cũng như là mình ghi nhận lại hình ảnh
về xe cá bị chiên chiều tối nay của Thu Phương, cũng như là Thu Phương nói là ngày mai Thu Phương nghỉ một ngày và ngày mốt là Thu Phương cũng nghỉ nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của mình. Bye bye.